Thưa quý vị, sau một tuần cho học sinh nghỉ học để giải quyết vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho một học sinh tử vong, vào sáng ngày 28 tháng 11, trường E-School Nha Trang Khánh Hòa đã tổ chức việc dạy học và học bình thường. Sau lễ chào cờ sáng thứ hai, học sinh và giáo viên của trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ học sinh qua đời trong vụ việc. Sau một tuần nghỉ học hơn 6 giờ sáng nay, học sinh iSchool Nha Trang trong trang phục chỉnh tề tới trường. Nhiều em được cha mẹ đưa đi học bằng xe máy, trong khi một số em tự đi. Tới nơi, các em được thầy cô chỉ dẫn, tập trung ở sân trường trước giờ vào học. Sau lễ trao cờ, tập thể thầy cô và học sinh nhà trường dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới nam sinh lớp 1 đã qua đời trong vụ ngộ độc. Hiệu trưởng Phạm Hữu Bình chia sẻ, vụ ngộ độc đã khiến một nam sinh lớp 1 tử vong, hàng trăm học sinh cùng nhiều giáo viên phải điều trị và việc học cũng gián đoạn một tuần. Đến nay, học sinh sức khỏe đã ổn định, chỉ còn hai em đang điều trị. Thầy Bình cũng thay mặt trường gửi lời xin lỗi tới học sinh toàn trường về sự cố vừa qua, mong các em thông cảm và chuyển lời tới phụ huynh, hứa không để xảy ra trường hợp tương tự. Hai tuần đầu, trường chỉ tổ chức học một buổi, không tổ chức bán chú. Đối với học sinh chưa thể tới lớp, đơn vị này cũng lên kế hoạch tổ chức ôn tập đầy đủ kiến thức cho các em trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 1. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa dinh dưỡng cũng túc trực để theo dõi sức khỏe và tư vấn cho học sinh phụ huynh. Liên quan vụ ngộ độc tại trường, hôm ngày 23 tháng 11, Công an Khánh Hòa xác định dấu hiệu tội phạm và khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự. Động thái này diễn ra khi trước đó ngày 17 tháng 11, trường iSchool Nha Trang tổ chức ăn bán chú. Từ tối 17 tháng 11 đến chiều 24 tháng 11, Sở Y tế Khánh Hòa ghi nhận các bệnh viện tiếp nhận hơn 600 học sinh và nhiều giáo viên bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có một em tử vong. Sau sự việc này, Trung tâm Y tế dự phòng tới trường phun khử khuẩn lấy ý kiến phụ huynh cho học sinh trở lại trường. Hy vọng rằng mọi hoạt động tại trường iSchool Nha Trang sẽ sớm được bình thường trở lại, đảm bảo việc dạy và học tốt nhất cho các em.